Thầy chào các em, thầy tên là Nguyễn Chí Nguyện, hiện đang công tác tại trường Trung học cơ sở Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa. Hôm nay thầy sẽ cùng các em tìm hiểu chủ đề 10, môn khoa học tự nhiên. Thầy mong rằng các em cố gắng tập trung, học tập tốt để thực hiện được những yêu cầu cần đạt của chủ đề. Bây giờ thầy cùng các em sẽ tìm hiểu chủ đề 10, chuyển động nhìn thấy của mặt trời, mặt trăng, hệ mặt trời và ngân hà về yêu cầu cần đạt. Sau khi tìm hiểu chủ đề này, các em phải thực hiện được các cái yêu cầu sau: giải thích được một cách định tính và sơ lược từ trái đất thấy mặt trời mọc và lặn hàng ngày; giải thích được một số hình dạng nhìn thấy của mặt trăng trong từng trang; mô tả được sơ lược cấu trúc của hệ mặt trời, nêu được các hành tinh cách mặt trời các khoảng cách khác nhau và có chu kỳ quay khác nhau; nêu được mặt trời và sao là các thiên thể phát sáng, mặt trăng các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng mặt trời; sử dụng tranh ảnh, hình vẽ hoặc học liệu điện tử chỉ ra được hệ mặt trời là một phần nhỏ của ngân hà; tìm hiểu tư liệu trên mạng internet để mở rộng hiểu biết về trái đất và bầu trời. Về nội dung của chủ đề, trong chủ đề này các em sẽ tìm hiểu 3 nội dung: 1. Hiện tượng mọc và lặn của mặt trời; 2. Các hình dạng nhìn thấy của mặt trăng; 3. Hệ mặt trời và ngân hà. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 lớn, hiện tượng mọc và lặn của mặt trời. Nếu quan sát mặt trời trong một ngày đêm, ta sẽ thấy mặt trời mọc ở phía đông vào buổi sáng, lên cao dần đến trưa, rồi thấp dần và lặn ở phía tây. Ta có thể minh họa đường cong di chuyển của mặt trời trong ngày như trên hình. Vậy mặt trời có thực sự di chuyển trên bầu trời như mỗi ngày ta vẫn thấy không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 nội dung sau. 1. Trái đất quay quanh trục. Các em hãy xem đoạn video mô phỏng chuyển động quay quanh trục của trái đất. Ta thấy trái đất không đứng yên mà xoay quanh trục của nó một vòng mỗi ngày. Trục của trái đất là đường nối từ cực bắc đến cực nam của nó. Chiều quay của trái đất là chiều từ phía tây sang phía đông. Các em hãy sắp xếp các từ hay cụm từ cho trong khung dưới đây thành câu để mô tả chuyển động hàng ngày của trái đất. Các từ cụm từ bao gồm trái đất, trục, quay, xung quanh, một vòng, hết một ngày đêm, từ phía tây sang phía đông, theo chiều. Dựa theo nội dung vừa tìm hiểu về trái đất quay quanh trục, các em có thể sắp xếp như sau. Vậy, ta có thể mô tả chuyển động hàng ngày của trái đất bằng câu: trái đất quay xung quanh trục theo chiều từ phía tây sang phía đông một vòng hết một ngày đêm.
Tiếp theo, các em sẽ tìm hiểu phần 2, sự mọc và lặn của mặt trời. Để hình dung được sự mọc và lặn hàng ngày của mặt trời, các em hãy quan sát thí nghiệm sau. Thí nghiệm sự mọc và lặn của mặt trời. Dụng cụ: một đèn tượng trưng cho mặt trời, một mô hình trái đất, một giá đỡ nằm ngang, một mô hình người. Các bước tiến hành. Đầu tiên, gắn mô hình người vào mô hình trái đất. Bật đèn và điều chỉnh sao cho mô hình người bắt đầu có ánh sáng đèn chiếu vào. Khi đó, tương ứng với lúc mặt trời mọc. Tiếp theo, quay từ từ mô hình trái đất theo chiều từ phía Tây sang phía Đông. Ở đây phía Tây, phía Đông là so với mô hình người. Quá trình đó tương ứng với mặt trời lên cao dần và ở cao nhất trên bầu trời vào lúc trưa. Tiếp tục quay từ từ mô hình trái đất theo chiều từ phía Tây sang phía Đông. Khi hình người không còn nhận được ánh sáng đèn chiếu vào nữa, tương ứng lúc mặt trời lặn ở phía Tây. Như vậy, do trái đất quay quanh trục từ phía Tây sang phía Đông, cho nên chúng ta thấy mặt trời mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây mỗi ngày. Như vậy, mặt trời không di chuyển trên bầu trời như mỗi ngày ta vẫn thấy, mà mặt trời chiếu sáng trái đất. Hằng ngày, trái đất quay quanh trục từ phía Tây sang phía Đông, nên chúng ta thấy mặt trời mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu phần 2, các hình dạng nhìn thấy của mặt trăng. Em đã bao giờ thấy mặt trăng hôm thì tròn như quả bóng, hôm lại khuyết giống con thuyền trôi chưa? Những nội dung tiếp theo sau đây sẽ giúp các em hiểu được vì sao có thể nhìn thấy hình dạng mặt trăng như thế. Có những đêm mặt trăng sáng rõ trên bầu trời, đôi khi chúng ta cũng nhìn thấy mặt trăng trên bầu trời vào ban ngày. Cũng giống như trái đất, mặt trăng không phát ra ánh sáng. Quan sát trên hình, ta thấy mặt trời chiếu sáng mặt trăng. Mặt trăng phản chiếu ánh sáng từ mặt trời về phía trái đất. Chúng ta có thể nhìn thấy mặt trăng là do mặt trăng phản chiếu ánh sáng từ mặt trời đến mắt chúng ta. Một bạn học sinh nói, ban ngày chúng ta thấy mặt trời, còn ban đêm chúng ta thấy mặt trăng. Bạn ấy nói đúng không? Vì sao? Bạn ấy nói đúng vì ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng đến trái đất yếu hơn rất nhiều so với ánh sáng trực tiếp từ mặt trời đến trái đất. Do đó, ban đêm ta thấy mặt trăng rõ hơn khi thấy nó ban ngày. Có nghĩa là ban ngày cũng có mặt trăng, nhưng chúng ta không nhìn rõ nó. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 1, mặt trăng có hình dạng nhìn thấy như thế nào. Có những ngày ta dường như không thấy mặt trăng, đó là ngày không trăng. Có ngày ta thấy trăng khuyết hình lưỡi liềm. Có ngày ta thấy nửa trăng, rồi có ngày ta thấy trăng khuyết, và có những ngày ta thấy trăng tròn. Từ ngày không trăng đến ngày trăng tròn là khoảng 2 tuần. Rồi từ ngày trăng tròn đến ngày không trăng tiếp theo là khoảng 2 tuần. Như vậy, từ ngày không trăng qua ngày trăng tròn đến ngày không trăng tiếp theo hết khoảng 1 tháng. Vậy,
có mấy tuần giữa ngày trăng tròn này và ngày trăng tròn tiếp theo. Như trên đã nói, từ ngày trăng tròn đến ngày không trăng là khoảng 2 tuần. Rồi từ ngày không trăng đến ngày trăng tròn tiếp theo là khoảng 2 tuần. Như vậy, có khoảng 4 tuần giữa ngày trăng tròn này và ngày trăng tròn tiếp theo. Chúng ta sang phần 2, giải thích hình dạng nhìn thấy của mặt trăng. Các em hãy quan sát hình dạng nhìn thấy của mặt trăng khi mặt trăng quay quanh trái đất. Các em chú ý quan sát hình dạng của mặt trăng ở góc dưới bên trái của màn hình. Các em hãy quan sát lại một lần nữa. Ta thấy khi mặt trăng quay quanh trái đất thì hình dạng mặt trăng thay đổi liên tục từ không trăng đến trăng khuyết, nửa trăng, trăng khuyết, rồi đến trăng tròn. Sau đó lại là trăng khuyết, nửa trăng, rồi đến trăng khuyết và đến không trăng. Mặt trăng quay quanh trái đất một vòng hết khoảng một tháng. Khi mặt trăng quay quanh trái đất, phần mặt trăng đối diện với mặt trời luôn được chiếu sáng. Đó chính là cái phần màu trắng trên ký hiệu mặt trăng ở trên hình. Hình dạng nhìn thấy của mặt trăng thay đổi theo ngày vì ở các ngày khác nhau. Từ trái đất, ta nhìn thấy mặt trăng với các góc khác nhau. Ta có thể thấy các hình dạng của mặt trăng như là có ngày thì thấy không trăng, có ngày ta lại thấy trăng tròn và có ngày thì ta thấy một nửa trăng. Sau đây, thầy sẽ đi giải thích một số trường hợp cụ thể. Trường hợp khi mặt trăng ở cùng phía với mặt trời, mặt tối của mặt trăng quay về phía trái đất. Chúng ta từ trái đất nhìn lên thì không nhìn thấy mặt trăng. Ta gọi đó là ngày không trăng. Khi mặt trăng ở phía ngược lại với mặt trời, nửa được mặt trời chiếu sáng của nó quay về phía trái đất. Từ trái đất, ta sẽ nhìn thấy toàn bộ một nửa được mặt trời chiếu sáng của mặt trăng. Cho nên ta sẽ nhìn thấy trăng tròn. Khi mặt trăng ở vị trí 2 và 4 như trên hình, thì chỉ một nửa của nửa được mặt trời chiếu sáng của mặt trăng quay về phía trái đất. Từ trái đất, ta chỉ nhìn thấy một nửa của nửa mặt trăng được chiếu sáng, cho nên ta thấy nửa trăng, hay còn gọi là bán nguyệt. Như vậy, khi mặt trăng quay quanh trái đất, nửa mặt trăng đối diện với mặt trời luôn được chiếu sáng. Ở các ngày khác nhau, từ trái đất,
ta nhìn thấy mặt trăng với các góc khác nhau, nên ta thấy mặt trăng có hình dạng khác nhau. Với yêu cầu vẽ sơ đồ các vị trí của mặt trời, mặt trăng và trái đất khi chúng ta nhìn thấy một nửa trăng, thì đầu tiên các em sẽ vẽ mô hình của mặt trời và trái đất. Ở đây mặt trời sẽ chiếu sáng trái đất. Và các em lưu ý, trong chu kỳ quay quanh trái đất của mặt trăng thì có hai vị trí của mặt trăng mà từ trái đất ta nhìn lên sẽ thấy nửa trăng. Ta biểu diễn hai vị trí đó như trên hình. Tiếp theo, các em sang phần 3, hệ mặt trời và ngân hà. Quan sát bầu trời đêm, ta sẽ thấy có vô số các ngôi sao lấp lánh. Các ngôi sao rất nóng và phát ra ánh sáng mạnh. Chúng là những nguồn sáng. Ánh sáng từ các ngôi sao xuyên qua không gian đến mắt chúng ta, vì thế chúng ta thấy các ngôi sao. Các hành tinh thì lạnh hơn nhiều so với các ngôi sao, và các hành tinh không phát sáng. Quan sát trên hình, ta thấy ánh sáng mặt trời chiếu sáng các hành tinh. Các hành tinh phản chiếu ánh sáng mặt trời về phía trái đất. Chúng ta thấy các hành tinh là do chúng phản chiếu ánh sáng từ mặt trời đến mắt chúng ta, và mặt trời là một ngôi sao. Chúng ta đi vào phần 1, hệ mặt trời. Quan sát hình về hệ mặt trời, các em thấy hệ mặt trời bao gồm mặt trời và 8 hành tinh theo thứ tự từ gần mặt trời nhất đến xa mặt trời nhất. Tên của các hành tinh lần lượt là thủy tinh, kim tinh, trái đất, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, thiên vương tinh và hải vương tinh. Quan sát chuyển động của các hành tinh trong hệ mặt trời, ta thấy trái đất và các hành tinh khác đều chuyển động xung quanh mặt trời theo cùng một chiều. Thời gian để hành tinh chuyển động một vòng xung quanh mặt trời gọi là chu kỳ quay xung quanh mặt trời của nó. Chu kỳ quay xung quanh mặt trời của các hành tinh khác nhau là khác nhau. Ví dụ, chu kỳ quay xung quanh mặt trời của trái đất là 365 ngày. Chu kỳ quay xung quanh mặt trời của quả tinh là 686 ngày. Và các em cần lưu ý, càng xa mặt trời, chu kỳ quay quanh mặt trời của các hành tinh càng lớn. Ngoài 8 hành tinh, hệ mặt trời còn có các tiểu hành tinh và sao chổi. Như vậy, hệ mặt trời bao gồm mặt trời và 8 hành tinh, các tiểu hành tinh và sao chổi. Trong hệ mặt trời chỉ có mặt trời phát sáng, còn các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng mặt trời. Chúng ta sang tìm hiểu phần 2, ngân hà. Vào những đêm trời quang và không trăng,
ta có thể thấy một dải sáng màu bạc dắt qua trên bầu trời. Dải sáng này được gọi là ngân hà. Trên hình là hình ảnh ngân hà nhìn từ trái đất. Quan sát ngân hà nhìn từ trái đất, các em thấy trong ngân hà có rất nhiều ngôi sao. Mặt trời là một trong các ngôi sao đó, và hệ mặt trời là một phần nhỏ của ngân hà, nằm ở rìa của ngân hà. Ta có câu hỏi, ngôi sao nào gần trái đất nhất? Như các em đã biết, mặt trời là một ngôi sao. Như vậy, ngôi sao gần trái đất nhất chính là mặt trời. Tiếp theo, thầy sẽ cùng các em làm một số câu hỏi trắc nghiệm về những cái nội dung mà chúng ta vừa tìm hiểu trong chủ đề này. Câu 1. Trái đất có hiện tượng ngày và đêm luân phiên là do A. Mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây. B. Trái đất tự quay quanh trục của nó theo chiều từ tây sang đông. C. Trái đất tự quay quanh trục của nó theo chiều từ đông sang tây. D. Mặt trời chuyển động từ đông sang tây. Thì các em đã biết mặt trời chiếu sáng trái đất. Hằng ngày trái đất tự quay quanh trục của nó theo chiều từ tây sang đông. Nên chúng ta thấy mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây. Đó chính là hiện tượng ngày và đêm. Do đó, đáp án đúng của câu này chính là đáp án B. Chúng ta sang câu 2. Ta nhìn thấy các hình dạng khác nhau của mặt trăng vì A. Mặt trăng thay đổi hình dạng liên tục. B. Mặt trăng thay đổi độ sáng liên tục. C. Ở mặt đất, ta thấy các phần khác nhau của mặt trăng được chiếu sáng bởi mặt trời. D. Trái đất tự quay quanh trục của nó liên tục. Thì ta đã biết, khi mặt trăng quay quanh trái đất, phần mặt trăng đối diện với mặt trời luôn được chiếu sáng. Tuy nhiên, hình dạng nhìn thấy của mặt trăng thay đổi theo ngày, vì ở các ngày khác nhau từ trái đất, ta nhìn thấy mặt trăng với các góc khác nhau. Dựa theo đó, ta thấy đáp án C. Ở mặt đất, ta thấy các phần khác nhau của mặt trăng được chiếu sáng bởi mặt trời là đáp án đúng. Câu 3. Vào đêm không trăng, chúng ta không nhìn thấy mặt trăng vì A. Mặt trời không chiếu sáng mặt trăng. B. Mặt trăng không phản xạ ánh sáng mặt trời. C. Ánh sáng phản xạ từ mặt trăng không chiếu tới trái đất. D. Mặt trăng bị che khuất bởi mặt trời. Các em đã biết, khi mặt trăng ở cùng phía với mặt trời, phần không được chiếu sáng của mặt trăng hướng về phía trái đất. Khi đó, từ trái đất chúng ta nhìn lên thì không thấy mặt trăng. Đó là những ngày không trăng. Như vậy, đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Ánh sáng phản xạ từ mặt trăng không chiếu tới trái đất. Câu 4. Chúng ta nhìn thấy trăng tròn khi A. Một nửa phần được chiếu sáng của mặt trăng hướng về phía trái đất. B. Toàn bộ phần được chiếu sáng của mặt trăng hướng về phía trái đất. C. Toàn bộ mặt trăng được mặt trời chiếu sáng. D.
Mặt trăng ở khoảng giữa trái đất và mặt trời. Thì các em đã biết, khi mặt trăng ở phía ngược lại với mặt trời, một nửa mặt trăng được chiếu sáng hướng về phía trái đất. Từ trái đất, chúng ta sẽ nhìn thấy nửa mặt trăng được mặt trời chiếu sáng. Và đó chính là ta thấy trăng tròn. Như vậy thì đáp án đúng của câu này chính là đáp án B. Toàn bộ phần được chiếu sáng của mặt trăng hướng về phía trái đất. Câu 5. Phát biểu nào sai khi nói về hệ mặt trời? A. Các hành tinh chuyển động quanh mặt trời theo cùng một chiều. B. Sao Chổi là thành viên của hệ mặt trời. C. Hành tinh xa mặt trời nhất là Thiên Vương tinh. D. Hành tinh gần mặt trời nhất là Thủy tinh. Thì các em đã tìm hiểu về hệ mặt trời. Ta biết rằng hệ mặt trời bao gồm mặt trời và 8 hành tinh, các tiểu hành tinh và sao chổi. Các hành tinh chuyển động quanh mặt trời theo cùng một chiều. Như thế thì phát biểu A và B là đúng. Theo thứ tự từ gần mặt trời nhất đến xa mặt trời nhất, thì tên của các hành tinh lần lượt là Thủy tinh, Kim tinh, Trái đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh. Như vậy, hành tinh gần mặt trời nhất là Thủy tinh, có nghĩa là phát biểu D là đúng. Còn hành tinh xa mặt trời nhất là Hải Vương tinh, có nghĩa là phát biểu C sai. Như vậy, đáp án ta chọn là đáp án C. Hành tinh xa mặt trời nhất là Thiên Vương tinh. Câu 6. Chu kỳ quay quanh mặt trời của trái đất là A. 30 ngày, B. 365 ngày, C. 7 ngày, D. 686 ngày. Thì ở đây, chu kỳ quay quanh mặt trời của trái đất là 365 ngày, chính là 1 năm, cho nên đáp án đúng là đáp án B. Phần hướng dẫn tự học, các em sẽ xem kỹ phần kiến thức cốt lõi về 3 nội dung chính của chủ đề, đó là hiện tượng mọc và lặn của mặt trời, các hình dạng nhìn thấy của mặt trăng, hệ mặt trời và ngân hà ở cuối bài 33, 34, 35 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6. Làm bài tập 1, bài tập 2, phần bài tập chủ đề 11, trang 172 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6. Chủ đề 10 đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập. Thân mến chào các em.